yêu em quà. Ông xã về rồi. À, cháu về. Dạ. Cháu về. Cháu mệt không? Đưa đây vợ cất cho. Mệt cho đi rửa bóng đèn nhà bà Năm á. Mệt quá trời, đói bụng quá. Em có nấu cái gì cho anh ăn không? Không. Là chiều. Hôm nay không có ăn cơm nhà. Hôm nay mình sẽ đi nhà hàng, ăn nhà hàng để chúc mừng anh. À, ăn mừng cái gì? Thì ăn mừng cái chuyện hên đến với nhà mình chứ cái gì? Qua trời, nhà mình trúng số hả? Trúng mấy tờ, được mấy tỷ mình mua cái căn nhà này luôn. Xong rồi mình cho bà cô Len mướn lại, mình làm chủ. Anh bị điên à? Trời chịu. Em nói trúng số hồi nào, em có bao giờ chơi vé số đâu mà trúng. Thế em nói làm sao mà đi ăn nhà hàng? Ăn mừng là từ nay về sau mình có quý nhân giúp đỡ. Dạ không? Đúng rồi. Quý nhân giúp đỡ. Ha, quý nhân kìa. À, anh là quý nhân của nhà em. À, anh giúp cái gì vậy? Không sao. Đừng có vội mừng. Nói chung là chuyện mà anh giúp em là chuyện nhỏ thôi mà. Dạ, đã quá. Quý nhân ơi, vậy là hôm nay nhà mình được đi ăn nhà hàng. Có quý nhân mời đi ăn nhà hàng quá đẻ lắm. Em là phải ăn nhà hàng 4 xeo nó mới đúng đẳng cấp nha. Chứ ăn mà ăn bình dân quá nó không có đúng đẳng cấp với em. Giúp ở đây có nghĩa là ảnh giúp xin việc làm cho anh á. Ừ. Một việc làm, việc nhẹ lương cao, không đòi hỏi trình độ, được không? Chỉ cần cậu dáng thẳng đứng, mắt nhìn xa xăm, mặt lạnh lùng, bước tới bước lui, thế là được. Sao không được đâu, anh nghĩ làm chiêu mà em đi làm người mẫu được, em không có làm được đâu. Không có trời đất ơi, chuyện đó được đâu. Trời ơi, cậu nghĩ sao vậy? Trời đất, anh nghĩ sao anh làm người mẫu được vậy? Thật ra là anh làm bảo vệ. Đó, bảo vệ. Rồi, cậu chỉ cần đi qua đi lại. Có điều tại tôi thấy là nó hơi ảnh hưởng tới tính mạng chút xíu. Không, nhưng mà không sao đâu, cái xác suất chết đó nó cũng không có cao lắm đâu. Ừ. Bảo vệ mà có gì mà xác suất chết trong đó nữa trời, có gì đâu mà sợ. Trời, đơn giản dễ hiểu quá mà. Bây giờ tôi là cướp nè, cậu là bảo vệ. Tôi bước vô nhà máy, cái người đầu tiên tôi giết lại. Thằng bảo vệ. Đúng rồi. Quá, bởi vậy, cậu thấy chưa, việc nhẹ lương cao không cần trình độ. Sợ cái gì? Mấy thằng ăn cướp là mũi. Em có vỏ này. Hay quá vậy. Mấy thằng ăn cướp vô em bập tay cho mấy bập là nó sợ em liền. Hay quá, bắt tay. Cái là nó thấy em là bảo vợ là nó nhìn cái body của em mà nó sợ, nó không có dám vô ăn cướp đâu. Hay quá. Bởi vậy cậu rất xứng đáng trở thành một bảo vệ tối cao của nhà máy của tôi. Mà bảo vợ tối cao luôn. Cậu có chịu làm hay không? Em lấy em liền, em sợ gì. Hay quá. Giỏi quá, chồng em giỏi. Tôi sẽ về báo cáo với sếp. Tôi báo cáo với sếp vụ này. Dạ. Yeah. À mà quên nữa. À, cậu đi làm á thì nhớ dặn vợ cậu ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận nha. Cái gì vậy trời? Chứ cậu đi làm ban đêm mà phụ nữ ở nhà có một mình không khóa cửa cẩn thận, cướp vô nhà là có chuyện đó. Ủa lem ban đêm là sao? Thì cậu làm bảo vệ trực ca đêm từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Công việc đơn giản quá mà. Tôi nói lại cho cậu biết, yếu tố tính chất công việc của cậu chỉ đơn giản là mỗi ngày có mặt từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng, cứ đi vòng vòng khu cái nhà máy của tôi. Mà nói trước, cái khu nhà máy của tôi nó đồng không mong hoành lắm. Thí dụ mà lỡ mà có thấy bóng trắng xẹt qua thì cũng đừng sợ, bởi vì đó chỉ là một cái bóng trắng thôi. Đừng sợ, không sao hết. Nghỉ vẻ đâu đi, nghỉ vẻ đi. Sao vậy? Mày nghỉ làm sao mà bắt người ta canh buổi đêm? Hiểu. Tức là sợ là trực ở ngoài cái lạnh. Lạnh cái không trực được. Thích vô trong nhà máy gì? Trong đi. Vô trong cho nó an toàn ha. Trong này sáng sủa. Bên trong nhà máy của tôi chả có gì hết. Không một bóng người, chỉ toàn máy móc thôi. Mà máy móc quá trời quá đất. Nó có rất nhiều ngóc ngách. Nhiều khi á, tôi bước vô đó tôi còn đi lạc nữa mà. Đi lạc 3 ngày 3 đêm tìm đường ra luôn. Bây giờ làm được không? Thích ở trong hay ở ngoài? Nó có nhiều ngóc ngách luôn. Ừ, dễ đi lạc lắm. Không nghĩ phẻ đi trời ơi, sao bà bắt người ta ở một mình hoài vậy? Đừng có ngại ngần mấy cái chuyện này. Em thấy cái chuyện công chuyện này rất là tốt, anh cứ làm đi. Trời ơi, làm bảo vệ hả, làm ban đêm mà làm trong nhà máy, ôi nó vừa mát nè mà nó lại yên tĩnh nữa. Đúng. Anh làm á, anh kết hợp anh thiền cũng được. Ừ. Ê bậy, bị điên hả bà nào? Thì nó yên, ta đi làm bảo vệ mà thiền gì trong này. Đúng rồi. Anh không có rồi, chuyển em ra sang làm ca sáng đi. Ca sáng sao mà được, ca sáng có người làm rồi. Mà cái thằng trực ca sáng á, vì nó sợ ma cho nên nó không chịu làm ca đêm. Ừ, thì em cũng giống nó vậy. Ừ? Sợ ma. Bây giờ em hỏi anh nè, anh nói một tiếng đi. Anh
anh có chịu làm bảo vệ không? Không, chờ mê lắm. Được rồi, anh không làm thì tôi làm. Tôi sẽ đi nói với anh Tú là tôi làm cái công việc đó. Không được đâu. Anh làm nhưng mà em phải từ đây cho đến lúc mà anh đi làm á, em phải làm treo để cho anh hết sợ mê đi. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng hết sức để giúp cho anh. Anh phải tự tin lên nha. Anh mạnh mẽ mà. Nhất định là anh sẽ làm được, sẽ không có sợ ma cỏ quỷ sứ gì nữa hết á. Thấy không? Để em xíu. Đừng có bao giờ nhắc cái từ mê quỷ nữa anh chưa. Alo, tôi nghe nè. Hôm nay hả? Rảnh. Hôm nay hai vợ chồng làm gì hết á. Đi coi phim á. Được. Ấy nhưng mà phải phim gì hay nha. Bữa coi phim kia chán quá. Trời ơi, ác quỷ trong nhà xác hả? Dễ sợ vậy. Ê, coi mấy cái phim này được á. Phim bom tấn luôn hả? Được. Trời ơi, nghe tôi đã thấy kích thích rồi. Tôi hứng thú với lại phim này đó. Rồi, có gì lát alo nha. Anh đi coi phim không? Con nhỏ Hạnh nó rủ vợ chồng mình đi coi phim ác quỷ trong nhà xác. Nào nào, đừng có bao giờ nhắc cái từ đó nữa. Người ta nhắc sợ rồi, cứ nhắc hoài à. Em quên, trời, em thương nha, em xin lỗi, em quên. Nhắc đi từ quỷ nữa. Rồi, để em gọi điện, em từ chối nữa. Xin lỗi nha. Alo. Thôi, vợ chồng tôi không có đi đâu. Vậy nha. Cái con quỷ bạn này bởi vậy. Đừng có nhắc nữa. Nhắc gì? Tôi đã sao đâu có nhắc về à. Ủa anh ngộ không? Nãy giờ em không hề nói gì hết. Cái con quỷ bạn nó gọi cho trời em ơi, mới nhắc lên từ quỷ xong đó. Trời ơi, em xin lỗi chồng. Thôi, xin lỗi, không lỗi. Sao nhạy cảm dữ vậy đó hả? Thôi bây giờ vậy đi, để cho đỡ căng thẳng nè. Em mở hài cho chồng coi để chồng có căng thẳng nha. Mở hài khi em hài nè, đó. Ai vậy? Hài Xuân Nghị nè, đó. Mở hài Minh Nhí đi. Mở hài Minh Nhí nha. Rồi. Thôi ghê quá, cái mặt ông ghê quá. Ghê vậy trời. Hài kịch phòng chống ma túy thôi mà cũng sợ là đó, sao? Đừng có nhắc đến từ đó nữa. Ma túy, trời ma túy. Hả? Con cũng gặp ma nữa hả? Chú Hai sao vậy? Chú tiều tụy không con? Ủa chú bị sao vậy? Thức trắng nguyên một đêm. Đêm qua chú ngủ không được. Chú bị ma đè. Mày sợ ma mày không muốn nghe đúng không? Tránh ra đi. Lại đây chú kể cho nghe. Đừng sợ. Có chú ở cái bên đừng sợ. Chú. Tụi mày biết không? Đêm hôm qua thì ghê lắm. 3 giờ khuya chú đang nằm ngủ, tự nhiên chú nghe tiếng gió. Trời, thì hôm qua nó có mưa cho nên phải có tiếng gió là đúng rồi. Đúng rồi. Chưa. Tiếng gió. Xong rồi cái giường của chú kế bên cái cửa sổ, chú thấy tự nhiên nguyên cái nhánh cây. Trời ơi chú ơi, gió thì nó thổi cây thì đương nhiên cái cây nó phải đung đưa thôi. Em nghe chú kể coi. Xong á, chú nghe cái tiếng bước chân. Cạch, cạch, cạch. Tiến lại gần cái cửa sổ. Chú nghe tiếng móng tay cào lên tường. Ăn trộm. Đó, chú nghi là ăn trộm. Đó, đúng rồi. Chú ngồi dậy, chú lấy đèn pin ra. Chú đi rọi khắp phòng, khắp nhà hết rồi. Xong chú rọi ra sân, chú rọi lên nóc nhà. Rồi nó rút nhà. Chú thấy một con chim cú mèo. Nó nhìn chú. Vậy là đâu có gì đâu. Cái gì không phải ăn trộm. Chứ con mèo thôi. Cái con này sao. Con này nó chưa có kể hết mà mày nhảy vô trong họng ta. Chú đừng có kể nữa. Đâu xeo nữa chú, rồi xeo nữa. Con cú mèo nó bay. Nó bay xong chú vô chú nằm ngủ. Chú mới vừa nằm thiêu. Chú có một cái cảm giác lạnh từ dưới chân lạnh lên. Xong chú thấy rõ ràng có một người leo lên giường nằm kế chú. Chú thấy nó kéo mền nó đắp chung. Xong rồi nó quay qua nó ôm chú. Cái chú mới nói đừng có ôm. Ngủ tao ngủ mà đừng có ôm. Không biết rồi. Cái này là chú bị bóng đè. Bị bóng đè thôi. Chú đừng
cỡ này mà tự nhiên cái xem nữa chú. Bỗng nè, đúng, nó nói đúng đó, bỗng là ma. Chú thấy rõ ràng nha, tự nhiên nó đè lên người chú nặng nghe nè. Trời ơi chú ơi, chú mà kể như vậy một hồi ảnh hoảng loạn. Sao mặt bình tĩnh dữ vậy? Ô không ngờ nghe, hóa ra chú kể chuyện ma vậy. Thành ra dĩ độc chị độc, ảnh hết sợ ma luôn rồi kìa. Theo kinh nghiệm tình trường, à không, kinh nghiệm ma trường mấy chục năm của chú á, thì chú khẳng định thằng chồng mày nó đã chết ngồi, đúng không con? Mình giỏi quá à, bữa nay hết sợ ma rồi. Công nhận cái cách này hay dễ sợ. Ông xã em giỏi quá, thích cách yêu ghê đó. Anh trời ơi, bình tĩnh nghe vậy đó, đừng có sợ em nè, coi như là anh hết sợ rồi. Trời ơi, yên tâm, không có gì phải sợ. Một người làm anh như anh cam đoan rằng nơi nhà máy của anh chưa chôn người chết bao giờ. Vậy đỡ quét thì gì cũng được đâu anh. Trước giờ chỉ có chôn trâu, chôn bò, chôn ngựa, chôn chó, chôn mèo. Nếu như lỡ em có gặp ma thì chỉ gặp ma thú thôi. Mẹ mày dạng ma thú là còn thứ dữ nữa đâu. Em yên tâm, cỡ đó em gặp là cỡ là đầu trâu mặt ngựa thôi. Thấy cười quá anh. Mày không làm được không? Không làm tao tìm người khác. Khỏi tìm. Cô em đây, em xung phong làm cho. Ui, sao tự nhiên đi qua đây vậy bé Hai Đô? Thì em đi qua đây xin làm bảo vệ cho nhà máy của anh. Ủa thông tin này là bí mật công ty anh mà sao em biết được hay vậy? Chú Hai nói. Hay quá, cứ cái chén cơm của người khác à. Hay. Con gái con lứa gì mà không sợ me. Ma có gì đâu sợ, em á là em chỉ sợ cướp thôi. Qua trời. Ủa, vậy rốt cuộc em xin em làm bảo vệ rồi em sợ cướp, rồi cướp nó vô nhà máy anh sao? Thì em chạy chứ sao. Qua trời. Chứ loạn quạng rồi đứng đó rồi tiêu đời luôn à. Hay quá. Kính thưa bé Hai, bé Hai hãy ra về. Tuyển bảo vệ người ta cần người không có sợ cướp. Đi về đi bà nói. Giờ đi bà nào. Thiệt tình, bảo vệ em mà cũng không cho sợ cướp nữa. Qua trời. Mất thời gian. Bảo vệ sợ cướp để nó vô nó cướp hết mấy hả bà nào. Bây giờ không thích đúng không? Việc nhẹ lương cao không thích đúng không? Không phải là không thích, em cần việc làm lắm, nhưng mà nói chung là ở một mình em sợ mê lắm. Anh đừng lo. Cái gì vậy? Nào kêu đừng lo vậy? Trong đây cũng có mê nữa hả? Em đây. Quá trời, ăn bận kiểu gì vậy bà nào? Em sẽ đi làm bảo vệ phụ với anh, em sẽ đi theo anh để bảo vệ cho anh. Ồ. Em nói thiệt không? Em nói thiệt, em sẽ đi theo anh làm việc với anh. Anh làm từ 0 giờ cho tới 6 giờ sáng. Em sẽ theo anh sẽ không sợ ấy nữa. Anh chỉ lo ấy em thôi. Hả? Đi làm mày lo ấy gì bà nào? Nghĩa là tin tưởng vô em thôi. Tin tưởng là, nói tin tưởng là ấy kia mà, thiết ghê quý. Em là người vợ tuyệt vời của anh. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoãng thư.